cốc này thì nóng này rồi rồi đó. Cành cháo mà không có bát. Đây là cháo ra trần. Ra trần thì gọi là chân giò. Mình chẳng chết được chưa? Bà lớn hơn hay gì đậm tay? Quay gần bằng gì? Nước chè. Nước gì đây? Nước chè, hai lọ. Dạ vâng. Không có chè, thế là lại phải... Trong nước chân còn nữa. Đúng không? Phải đúng không? Mình thấy bác lại vẫn ăn nửa bát thôi. Xong con cháo này, dưới bụng con cháo. Xong đến đêm lại ăn tiếp. Đó. Vũ sang quê đen còn chơi sang lấy thẻ thế là định sang tuần nhưng mà là gần cưới rồi thế là cô Dung lại chỉ đạo sang thế cả ba là sang ba mai là thứ bảy rồi nhỉ. Tối mai thì bao giờ ấy? Bây giờ bán luôn sáng mai. Tối mai bay thì khi nào tới đây? Tối mai bay á? Sáng hôm sau tới đây không? Sáng chủ nhật tới đây không? Em biết, một nữa nhỉ? Thế bảo gì? Chưa, thì bảo gửi cái gì, mai bảo tí nó bảo. Để trừ mấy